Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, Sóc Trăng thường xuyên đón những cơn mưa rào xen kẽ nắng nóng. Tình hình thời tiết này đã làm gia tăng các vấn đề sức khỏe ở người lớn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Vì thế, chú ý quan sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của các cháu và chủ động trong việc phòng bệnh là điều mà phụ huynh cần lưu ý trong thời điểm hiện nay. Trong khoảng một tháng trở lại đây, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi tỉnh Sóc Trăng gia tăng các trường hợp trẻ nhỏ nhập viện điều trị với nhiều bệnh lý, trong đó có một số bệnh phổ biến trong thời điểm nắng mưa xen kẽ. Tại khoa nhi tổng hợp thời điểm hiện tại thì lượng bệnh tăng hơn so với những tháng trước đây. Thì mấy mặt bệnh tăng chủ yếu là bệnh lý đường hô hấp như là viêm hô hấp trên, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, những bệnh lý đường tiêu hóa như là nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy cấp, những bệnh lý mà bệnh truyền nhiễm như là bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng. Tính đến hết ngày 16 tháng 8, khoa nhi tổng hợp có 109 ca nằm điều trị, trong đó các bệnh đường hô hấp chiếm nhiều nhất với 65 ca, các bệnh đường tiêu hóa 24 ca, nhóm tuổi chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Theo các bác sĩ, tình hình bệnh chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Phần lớn các trường hợp khi được thăm khám điều trị đều nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, phụ huynh cần hết sức lưu ý những biểu hiện sức khỏe ở trẻ để đưa đến cơ sở y tế kịp thời, tránh các biến chứng đáng tiếc. Khi nào có một trong các dấu hiệu sau thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế khám ngay. Chẳng hạn như là trẻ không ăn uống được hoặc là bỏ bú, trẻ sốt cao liên tục, trẻ bị bệnh nặng hơn, trẻ thở nhanh hoặc khó thở, trẻ có nổi bỏng nước lòng bàn tay bằng chân hoặc ở trong miệng, hoặc là quết lét ở trong miệng khi ngủ giật mình chới giới, rung tay chân, đi loạn trọn, hết sốt, da nổi bông tím hoặc là nôn ói mọi thứ sau ăn thì cần đưa trẻ đến khám ngay tại cơ sở y tế. Ngoài ra, trẻ có sốt mà chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiêu phân đen, nôn ra máu, thì có xuất hiện chấm nốt và mảng xuất hiện xuất huyết dưới da, đau bụng vùng gan thì cũng cần đưa trẻ đến khám ngay tại cơ sở y tế. Mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm mốc và côn trùng phát triển, gia tăng nguy cơ mắc bệnh ở người. Trẻ em với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện như người lớn chính là đối tượng dễ bị các đối tượng này xâm nhập gây bệnh. Do đó, chủ động phòng bệnh cho trẻ là điều cần thiết. Để phòng chống bệnh khi trẻ bị mắc bệnh thì phụ huynh cần lưu ý các điểm sau. Điểm thứ nhất là đảm bảo môi trường sống thông thoáng và không ô nhiễm không khí. Điểm thứ hai là dinh dưỡng phù hợp, đầy đủ theo lứa tuổi, thực phẩm chế biến phải an toàn, vệ sinh thực phẩm, phải vệ sinh cá nhân cho trẻ mỗi ngày. Khi thời tiết thay đổi thì mình giữ ấm cho trẻ, như lúc trời lạnh, còn trời nóng thì mình sử dụng phương tiện hạ nhiệt thì cho nó hợp lý, chẳng hạn như là cái luồng gió của máy quạt hay là máy lạnh không thổi trực tiếp vào trẻ. Và phụ huynh hãy tạo thói quen cho trẻ rửa tay thường xuyên, hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách và thường xuyên. Rửa tay đó, đây là một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả trong phòng chống bệnh. Thì là tạo thói quen cho trẻ ngủ mùng, tránh cho mũi đốt. Và cái nữa là phải tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ để phòng chống bệnh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa từ trẻ nhỏ, người lớn cũng cần chú ý tránh trở thành nguồn lây bệnh bằng cách tránh tiếp xúc với trẻ khi bản thân mắc bệnh, đặc biệt là bệnh đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm. Khi trẻ mắc bệnh, không nên tự ý mua thuốc điều trị mà phải đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán điều trị phù hợp.